Giao tranh ở Soleda, Nga báo đã giành quyền kiểm soát, Ukraine nói đang chiến đấu. Nga hôm 13 tháng 1 cho biết, các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát Soleda ở miền đông Ukraine, nhưng Kiev cho biết quân đội của họ vẫn đang chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát ở thành phố Soleda thuộc tỉnh Donetsk, Ukraine, nhưng phía Ukraine lại khẳng định giao tranh tại thành phố vẫn đang tiếp diễn. Nếu tuyên bố của Nga được xác nhận, đây sẽ là một thành công lớn đối với Moscow sau nhiều tháng thất bại trên chiến trường. Việc kiểm soát thị trấn sẽ có thể cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Ukraine tới thành phố Bakhmut gần đó. Lực lượng Moscow đã cố chiếm Bakhmut trong nhiều tháng qua, ông Oleh Zdelov, nhà phân tích quân sự tại Kiev cho biết tình hình ở Soleda gần như rơi vào nguy cấp. Thành phố đã bị bao vây một nửa, chỉ còn một con đường duy nhất để tiếp tế cho quân đội Ukraine. Ông Zdelov cho hay, Nga đã đưa quân đổ bộ bằng đường hàng không để tiếp viện trong trận chiến. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Quân sự miền đông Ukraine Serhiy Cheravety nói với hãng tin Reuters rằng các đơn vị của chúng tôi vẫn ở đó, thị trấn không nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cho biết cuộc chiến giành kiểm soát ở Soleda vẫn đang tiếp diễn. Trước đó, đài Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng sau khi các cuộc tấn công liên tục của không quân Ukraine trong suốt nhiều ngày qua, các lực lượng pháo binh của quân Nga đã thành công đẩy lùi đối phương và giành kiểm soát Soleda trong tối ngày 13 tháng 1 theo giờ địa phương. Trong diễn biến liên quan, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc hôm 13 tháng 1 thông báo họ đang tăng cường sự hiện diện ở Ukraine để giúp ngăn chặn sự cố hạt nhân trong cuộc xung đột hiện nay. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết họ sẽ sớm hiện diện thường trực tại tất cả 5 cơ sở hạt nhân của Ukraine, bao gồm cả Chernobyl, nhà máy đã đóng cửa sau thảm họa năm 1986. Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Rafael Grossi sẽ đến thăm Ukraine vào tuần tới để tiến hành hoạt động. Quyết định này đánh dấu sự mở rộng của các hoạt động của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tại Ukraine. Hiện chỉ có nhà máy Zaporizhia do Nga kiểm soát gần tiền tuyến có sự hiện diện thường trực của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế.